Chiều ngày 20 tháng 11, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, đã ký văn bản thông tin chính thức về sự cố tàu cá của 14 ngư dân tỉnh này bị phá nước, chìm trên vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, 92 hải lý. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, lúc 2 giờ ngày 20 tháng 11, tàu cá, trên tàu có 14 lao động do ông Huỳnh Văn Bạn, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm chủ tàu kim thuyền trưởng, đang hoạt động tại vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 92 hải lý thì bị phủ nước, chìm tàu. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp. Đến 12 giờ 20 phút cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Bình Định nhận được thông tin từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn KV3. Theo đó, tàu Ba Giang, quốc tịch ở Đức, hành trình từ Trung Quốc đi Singapore đã vớt được 14 ngư dân. Sau khi cứu vớt tất cả người bị nạn, thuyền trưởng tàu Ba Giang thông báo qua điện thoại tới Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 3 để thống nhất phương án bàn giao. Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quốc gia đang điều tàu cảnh sát biển 6007 ra để tiếp nhận 14 ngư dân.